xử lý tốt của thủ Dương Quốc Hoàng. Điều biên số 3 ra biên số 4 rất là đẹp. Đây là tình huống mà cầu thủ Dương Quốc Hoàng sẽ phải lấy một cái má thuận lợi để điều biên số 5 ra biên số 6 nữa. Rất xin lỗi các bạn, vừa rồi có một cái vấn đề về tín hiệu tiếng. Mình cứ nói bô bô cha cha nhưng mà vùng không được tí tiếng nào vào mic cả. Bây giờ thì đã giải quyết xong rồi. Và chúng ta cùng nhìn lại những diễn biến của ván đấu đến thời điểm này. Đầu tiên là cầu thủ Dương Quốc Hoàng thực hiện pha phá bi ăn ở bi số 1 và thực hiện thủ bi ở bi số 2. Cầu thủ Nguyễn Phúc Long vào bàn và thực hiện pha băng bị rơi cái, và cầu thủ Dương Quốc Hoàng đã dọn bàn. Đến thời điểm này là còn bi số 8 và bi số 9 thôi. Tình thủ bi của cầu thủ Dương Quốc Hoàng ở con bi số 2 cực kỳ hay các bạn. Lấy đi khá nhiều phương án của cầu thủ Nguyễn Phúc Long. Vậy tỷ số là 1-0 cho cầu thủ Dương Quốc Hoàng ở trận đấu này. Mình xin cập nhật nhanh các bạn bảng xếp hạng thời điểm này thì chúng ta đang có hai trận đấu đáng chú ý. Đầu tiên là trận đấu giữa cầu thủ Dương Quốc Hoàng và cầu thủ Nguyễn Phúc Long. Đây là hai cầu thủ đều đã có được hai trận thắng, đã có được 3 trận thắng sau 4 trận đã đấu các bạn nhé. Và đây là hai người đang dẫn đầu bảng xếp hạng, cầu thủ Dương Quốc Hoàng vị trí thứ nhất và cầu thủ Nguyễn Phúc Long vị trí thứ hai. Còn ở phía cuối bảng xếp hạng thì chúng ta có cầu thủ Đặng Thành Kiên và cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Đây là hai cầu thủ đã đánh 4 trận và đều có 1 trận thắng và 3 trận thua cơ. Hai cầu thủ này đang đứng ở vị trí thứ 7 và vị trí thứ 8. Họ đều là những người mà cần cái trận thắng trong lượt đấu này để có thể duy trì cái hy vọng bám đuổi top trên, không bị cắt loại ở vị trí thứ 7 và vị trí thứ 8. Trên màn TV thì chúng ta sẽ có trận đấu giữa cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn và Lương Chí Dũng. Và còn trận đấu còn lại sẽ là cầu thủ Phạm Phương Nam, cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Rồi chúng ta cùng đến với ván phá ở ván phá thứ hai của cầu thủ Dương Quốc Hoàng trong trận đấu này. Tỷ số đang là 1-0. Đây đã là lượt đấu thứ 5 rồi các bạn nhé. Sau lượt đấu này thì chỉ còn 2 lượt đấu nữa là chúng ta sẽ kết thúc vòng loại, kết thúc vòng 1. Vừa rồi là một tình huống phá bi không tốt của cầu thủ Dương Quốc Hoàng, không đưa bi nào xuống hỗ cả. Tuy nhiên bi số 1 đang ở vị trí khó và cầu thủ Nguyễn Phúc Long chắc chắn sẽ phải thực hiện pha thủ bi rồi. Thủ bi cực kỳ hay của cầu thủ Dung, của cầu thủ Phúc Long các bạn. Chắc chắn tình huống này cầu thủ Dung Hoàng không còn một đường nào để có thể a băng được. Việc a băng từ băng dài ở bên tay trái đã bị hạn chế bởi con bi số 5 và con bi số 2. Và con bi số 1 thì đang nằm rất sát với cả băng ngắn phía dưới. Đây tình huống này là tình huống mà cầu thủ Dung Hoàng sẽ phải thực hiện một pha a băng với khá nhiều áp phê đây. A bằng với cực kỳ nhiều áp phê bên phía tay trái. Vòng 2 thì có cộng dồn kết quả của vòng 1 các bạn nhé. Cho nên là các cầu thủ mặc dù có một vị trí cao trên bảng xếp hạng thì vẫn phải duy trì một cái lợi thế, vẫn phải cố gắng giành được cho mình những cái trận thắng ở những trận đấu còn lại của vòng 1 này để tạo cho mình cái lợi thế ở vòng 2. A băng thủ qua lại cực kỳ hay của hai cầu thủ. Cầu thủ Dương Quốc Hoàng trước đó có một pha a băng với nhiều áp phê đưa mình số 1 ra vị trí đuôi, thì cầu thủ Nguyễn Phúc Long cũng thực hiện một pha a băng, và đây là tình huống mà có mình số 1 ra vị trí cực kỳ khó.
đây là tình huống mà cầu thủ Dương Quốc Hoàng đã thực hiện một pha bằng tình huống đánh thẳng của bị số 1, cân bị số 1 lên phía trên, nhưng mà vô tình số 1 lại va chạm với số 8 và đứng ra cửa lỗ rồi. Không hiểu là cái tình huống này thì cầu thủ Phúc Long có thể thực hiện ăn con bị số 1 hay không, còn má hay không. Vậy là vẫn còn má. Xuống vậy nhanh như này là còn má rồi. Pha đánh tốt được con bị số 1. Các bạn, lúc nãy thì cầu thủ Hoàng Sao thắng cầu thủ Kiên Pháp với tỷ số 6-4. Ôi, cầu thủ Phúc Long đã đánh trượt con bị số 2 rồi. Một tình huống mà anh đã đánh với lực áp phê khá nhiều và mở góc để con bi cái đi lên điều con bi số 3. Tuy nhiên với khá nhiều áp phê thì anh đã đánh bị mỏng con bi số 2. Cầu thủ Dương Quốc Hoàng với đầu gậy thấp và đưa con bi cái đi hai băng gãi con bi số 3 ra một vị trí đẹp. Tình huống này là tình huống mà cầu thủ Dương Quốc Hoàng hoàn toàn có thể đánh được vào lỗ giữa bàn phía bên tay trái. Chúng ta có thể thấy là đây là bàn mới, cho nên là cú đánh của cầu thủ Dương Quốc Hoàng như vừa rồi con bi cái sẽ bị trượt đi một chút. Con bi cái bị trượt đi và ra một cái má mỏng của con bi số 4 này rồi. Tình huống này thì hoàn toàn có thể đánh mỏng được, tuy nhiên là sẽ phải đánh dứt tay và với một lực ra ngọn nhanh. Bạn, chúng ta đang có trận đấu ở đầu bảng xếp hạng nha. Hai cầu thủ Dương Quốc Hoàng và Nguyễn Phúc Long là hai cầu thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 trận thắng và 1 trận thua. Và trận đấu này, kết quả trận đấu này sẽ quyết định xem là ai được độc chiếm vị trí đầu bảng. Chúng ta có thể thấy là tận dụng cái sai lầm của cầu thủ Nguyễn Phúc Long đánh trượt con bi số 2 ở cửa lỗ, thì cầu thủ Dương Quốc Hoàng đã nâng tỷ số lên 2-0 rồi. Một hình dọn bi rất là tốt của cầu thủ Dương Quốc Hoàng, đặc biệt là tình huống đánh bi số 2 và bi cái đi hai băng gãi bi số 3 ra đánh vào lỗ giữa bàn bên tay trái. Sau đó thì là một tình huống đánh mỏng con bi số 4. Tình huống đánh bi số 4 đó đối với cầu thủ Dương Quốc Hoàng thì không hề khó, nhưng mà phải lưu ý là đánh với một lực dứt tay và ra ngọn nhanh. Nếu không thì con bi số 4 sẽ bị kéo vào một cái khoảng dày ở băng dài và lắc lỗ. Tỷ số là 2-0. Ở các trận đấu khác thì cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn đang dẫn trước cầu thủ Lương Chí Dũng với tỷ số 1-0. Và cầu thủ Đỗ Thế Kiên đang dẫn trước cầu thủ Phạm Phương Nam với tỷ số 1-0. Cầu thủ Đặng Thành Kiên đang hòa cầu thủ Đỗ Hoàng Quân với tỷ số 1-1. Như vậy cầu thủ Lương Chí Dũng sau khi giành được 2 chiến thắng ở hai lượt đấu đầu tiên thì đến lượt đấu thứ 3 và thứ 4 thì anh đã để thua. Cú phá không tốt của cầu thủ Dương Quốc Hoàng ở ván đấu thứ 3. Nhưng mà hình bi này có bi số 1 ra vị trí khó rồi. Cầu thủ Phúc Long chỉ có thể chạm mỏng bi số 1 và thực hiện pha thủ bi. Đưa bi cái ra sau con bi số 2 à? Vâng, thì con thủ bi này không tốt. Vừa rồi thì cầu thủ Phúc Long đã không đánh mỏng bi số 1 mà đánh khá dày.
tình huống cân con bi số 1 lên phía đầu bàn, và đây là tình huống đã giấu được đuôi sau đuôi số 5 rồi. Cái hình bi này là cầu thủ Phú Long phải thực hiện một pha A băng rồi, còn nếu mà đánh cố gắng đánh mỏng vào má bên dưới phía bên phải con bi số 1 thì sẽ dễ dàng bị rơi cái vào lỗ góc phía trên bên tay phải các bạn ạ. Còn một cú đánh kick and stick cực kỳ hay của cầu thủ Nguyễn Phúc Long, đưa con bi cái giữ ở phía trên bàn, còn đẩy con bi số 1 về phía băng ngắn phía dưới bàn. Lại một tình huống mà cầu thủ Dương Quốc Hoàng sẽ không thể tấn công được mà phải thực hiện tiếp một pha thủ bi qua lại. Rồi, như vậy là một tình huống đánh con bi số 1 ở khoảng cách xa và đã không đảm bảo được cái má đánh chạm vào con bi số 1 rồi, tạo ra một tình huống va chạm hai lần vào con bi cái và con bi số 1 ở một vị trí đơn giản cho cầu thủ Phúc Long có thể dọn bàn. Bên hình bi này con bi số 4 kia cũng có một cái khoảng điều khá hẹp do bị hạn chế ở bên phía bên phải bởi con bi số 6 các bạn ạ. Giải đấu TD Pool Master League là một giải đấu mời nhé. Đây là một giải đấu mang tính chất mời và các cầu thủ tham gia giải đấu thì phải đảm bảo tiêu chí của ban tổ chức. Thì bao gồm 4 tiêu chí chính. Thứ nhất đó là thành tích thi đấu quốc tế. Thì đây là đều là những cầu thủ mà đã có một cái nền tảng thi đấu quốc tế trong nhiều năm và có những thành tích nhất định. Đặc biệt cầu thủ Nguyễn Phúc Long là cầu thủ đã giành được huy chương vàng SEA Games năm 2009 bộ môn 9B. Còn cầu thủ Dương Quốc Hoàng chúng ta đã biết rồi, đây là cầu thủ rất hay của Việt Nam và có thành tích quốc tế nổi bật trong thời gian gần đây. Ui, một cú đánh cúp áp phê và cầu thủ Nguyễn Phúc Long đã đánh bị mỏng của bi số 6 các bạn ạ. Một cú đánh trượt bi rất là bất ngờ đối với người hâm mộ khán giả theo dõi trận đấu này. Còn tiêu chí thứ hai của các cầu thủ tham gia giải đấu này đó là thành tích nội địa. Thành tích nội địa là những cái thành tích của giải vô địch quốc gia, của các giải tay cơ sút xuất sắc hoặc là giải đại hội thể dục thể thao. Thì các cầu thủ của Việt Nam tham gia giải đấu này đều là những cầu thủ có thành tích quốc gia nổi bật rồi, không cần phải nhắc đến nhiều nữa. Thứ ba là tiêu chí về các cái bảng xếp hạng trong nước cũng như là quốc tế. Thì bảng xếp hạng thì rõ ràng là cầu thủ Nguyễn Phúc Long hay là cầu thủ Dương Quốc Hoàng do tham gia nhiều giải quốc tế cho nên là chỉ số pha gô cũng như là bảng xếp hạng WNT, WPA của các cầu thủ này đều ở mức khá cao. Còn các cầu thủ mà các bạn hay nhắc đến đó là cầu thủ An Nhiệt hay là cầu thủ Đặng Bắc Ninh thì đều là những cầu thủ ít tham gia các giải đấu quốc tế, họ chưa có điều kiện va chạm nhiều giải đấu quốc tế cho nên là không phù hợp với những tiêu chí này của ban tổ chức. Còn các bạn, tỷ số là 3-0 cho cầu thủ Dương Quốc Hoàng rồi. Ở giải đấu này thì ban tổ chức áp dụng luật thắng phá các bạn nhé. Phá bi rất hay của cầu thủ Dương Quốc Hoàng. Xin nữa thì có cú golden break. Bi số 1 và bi số 6 đã được đưa xuống lỗ rồi. Đây là hình bi đẹp để cầu thủ Dương Quốc Hoàng có thể dọn bàn được. Và thậm chí nếu như mà không muốn dọn bàn thì anh có thể điều bi cái lên phía trên và cộng bi số 3, bi số 9 luôn. Bi số 9 này đứng ở cửa lỗ rồi.
mà cầu thủ Dũng Quang Hoàng sẽ phải thực hiện pha trô về với lực lớn để điều con bi số 4 về con bi số 5. Có lẽ không vấn đề gì đâu, hình bi này thì thuận lợi rồi. Cầu thủ Dũng Quang Hoàng đã không lựa chọn phương án cộng bi số 3 hay là dò bi số 3 hay số 9, mặc dù bi số 9 được cửa lỗ cũng là hợp lý, tại vì hình bi dọn bàn bao giờ cũng là hình bi ít rủi ro hơn, mà cộng mà trượt một chút, sai một chút thì có thể mất ván đấu này. Hình bi quá đẹp và không có vấn đề gì phải đánh cược với số phận cả. Số 8 và bi số 9 này chỉ vấn đề thủ tục thôi, và tỷ số sẽ là 4-0 cho cầu thủ Dũng Quốc Hoàng. Thưa bạn, chúng ta đang có trận đấu thuộc lượt thi đấu thứ 5 của vòng 1. Tỷ số đang là 4-0 cho cầu thủ Dũng Quốc Hoàng ở trận đấu này rồi. Ở các bàn xung quanh thì cầu thủ Lưu Chí Dũng đang dẫn trước cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn tỷ số 2-1. Cầu thủ Đỗ Thế Kiên đang dẫn trước cầu thủ Phạm Hữu Nam với tỷ số 2-0. Và cầu thủ Đặng Thành Kiên đang dẫn trước cầu thủ Đỗ Hoàng Quân tỷ số 3-1. Đặc biệt chúng ta có trận đấu của cầu thủ Đặng Thành Kiên và Đỗ Hoàng Quân là trận đấu của hai cầu thủ đang đứng chót bảng xếp hạng. Người thua trận đó thì gần như chắc chắn sẽ phải chia tay sau ngày thi đấu này. Phá bi tốt của cầu thủ Dũng Quốc Hoàng, mặc dù không ăn được bi số 1 nhưng mà lại ăn được bi số 2. Chỗ này trọng tài sẽ phải sử dụng thiết bị đánh dấu bi để gỡ con bi số 4 kia và gỡ phin. Chờ xem cái phương án của cầu thủ Dương Quốc Hoàng trong tình huống đánh bi số 1 này là như thế nào. Khoảng cách đến bi số 1 là không xa, tuy nhiên má mỏng. Còn sẽ là một tình huống thủ bi cân bi số 1 về phía bi số 7. Pha thủ bi rất hay của cầu thủ Dương Quốc Hoàng. Đây sẽ là tình huống mà cầu thủ Phúc Long đã bị đuôi rồi và sẽ phải thực hiện pha A băng. Thiếu băng rồi, thiếu A băng nhưng mà bị thiếu băng của cầu thủ Phúc Long. Và có lẽ là cầu thủ Dũng Quốc Hoàng và trọng tài cũng đã để sót một tình huống vừa rồi các bạn ạ. À, như vậy là con bi cái thì đã chạm vào băng dưới rồi, con bi trái cái sau khi va chạm bi số 7 thì đã trôi xuống phía dưới và chạm vào băng ngắn phía dưới. Một tình huống hợp lệ đến từ vị trí của cầu thủ Phúc Long. Bi cái đã chạm băng rồi các bạn nhé, bi cái chạm băng dưới rồi. Đây là tình huống mà cầu thủ Vũ Hoàng dọn bàn nhưng mà sẽ phải điều bi số 4 này hợp lý để tiếp tục đánh ra bi số 5 nữa. Ở lấy má phía dưới, lấy má phía dưới rồi, xử lý tốt.
thấy cầu thủ Du Quốc Hoàng rất tỉnh táo cho những tình huống lấy má. Ví dụ những combi số 6 điều ra bi số 7 như thế này là tình huống mà phải để má hơi vách một chút để dễ dàng đánh ăn và đưa combi cái đi nhẹ nhàng một băng. Còn nếu như mà điều ra thẳng quá thì sẽ rất khó để đưa combi cái đi từ băng ngắn phía trên về băng ngắn phía dưới. Đối với những cầu thủ đẳng cấp như cầu thủ Du Quốc Hoàng thì cái việc lấy má như vậy nó gần như là tự động rồi, bản năng của họ rồi. Cho cầu thủ Du Quốc Hoàng rồi, khoảng cách rất lớn ở ván đấu này. Trong một trận đánh đến 6 thì cầu thủ Nguyễn Phước Long vẫn chưa có được điểm nào. Và chúng ta cùng lưu ý đây là một thể thức đánh vòng tròn và tính điểm. Sau khi tính điểm thì các cầu thủ bằng điểm sẽ được so hiệu số phụ. Những cái trận thua với kết quả không có một ván nào như thế này thì cầu thủ Nguyễn Phước Long sẽ rất ảnh hưởng đến vị trí của anh. Nếu như bảng xếp hạng được tiến tới là so kè về hiệu số. Và các bản thi đấu bên cạnh thì cầu thủ Lương Chí Dũng đang hòa cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn với tỷ số 2-2. Cầu thủ Đỗ Thế Kiên đang dẫn trước cầu thủ Phạm Phương Nam với tỷ số 3-0. Còn cầu thủ Đặng Thành Kiên đang dẫn trước cầu thủ Đỗ Hoàng Quân với tỷ số 4-1. Ván đấu thứ sáu này của cầu thủ Dương Quốc Hoàng với thể thức thắng phá thì đây sẽ là cú phá cuối cùng của cầu thủ Dương Quốc Hoàng trong trận đấu này. Đầu cú phá đưa được đi số 1 vào lỗ góc phía trên bên tay trái rồi. Hình bi này là rất nhiều bi cửa lỗ, tuy nhiên bi số 2 lại không dễ. Thủ bi đơn giản và hiệu quả của cầu thủ Dương Quốc Hoàng, nhưng mà chúng ta cũng chờ xem cú a băng này của cầu thủ Nguyễn Phúc Long hoàn toàn có thể ăn ở bi số 9 vào lỗ góc phía dưới bên tay phải các bạn ạ. Cũng như vậy là cầu thủ Phúc Long chỉ thực hiện một pha a băng masse a băng với một lực nhẹ, đưa con bi số 2 ra một vị trí dính với con bi số 9. Tiếp tục là những tình huống đánh cờ ở khoảng cách combi số 2, combi số 9 rất là nhỏ hẹp. Pha thủ khá tốt của thủ Dương Quốc Hoàng mở áp phê về phía bên combi số 7 nhưng mà đã bị hở. Số 8. Với việc là khá nhiều bi ở cửa lỗ thì cú đánh may mắn là đưa bi mục tiêu khác xuống lỗ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra trong ván đấu này. Chúng ta chờ xem cú cầu thủ bi ở cái
Cúc Long đã đưa con bi cái vào dính con bi số 4 rồi. Không biết là thế này thì cầu thủ Quốc Hoàng có khả năng để đánh chạm thẳng trực tiếp con bi số 2 hay không? Như vậy sẽ phải thực hiện pha băng. Không thành công rồi, vì pha băng bị thiếu của cầu thủ Quốc Hoàng và không chạm con bi số 2. Cầu thủ Phúc Long sẽ có quyền đặt bi trong tay và dọn cái ván bàn này. Rất tiếc cho cầu thủ Quốc Hoàng, một tình huống phá bi ra đến 3 bi đứng cửa lỗ rồi, nhưng mà cuối cùng thì hình dọn lại thuộc về cầu thủ Nguyễn Phúc Long. Thưa bạn, đây là lượt thi đấu thứ 5 của vòng 1, cho nên là chưa có cầu thủ nào bị loại cả. Các cầu thủ sẽ 8 cầu thủ sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó tính điểm. Thì sau cái lượt đấu thứ 7 thì mới có 2 người bị loại các bạn nhé. Bây giờ mới là lượt thi đấu thứ 5 thôi, chúng ta còn 2 lượt đấu nữa để các cầu thủ có thể củng cố vị trí của mình và thoát khỏi hai cái vị trí cuối bảng, là hai vị trí sẽ bị loại sau ngày thi đấu đầu tiên. Tỷ số là 5-1 cho cầu thủ Nguyễn Phúc Long rồi. Các bạn chúng ta đều biết là nếu bạn theo dõi cái podcast về cầu thủ Nguyễn Phúc Long ấy, thì anh có chia sẻ một cái sự hâm mộ của anh đối với cầu thủ Earl Strickland của Mỹ. Đây là cầu thủ có rất nhiều cái sáng kiến và cái phát kiến trong việc thi đấu bia, và một cái phát kiến lớn của cầu thủ Earl Strickland đó là anh dùng một gậy dài. Ông dùng một gậy khá là dài. Cái nối của ông ấy nó rơi vào khoảng tầm 8 inch, tức là khoảng 20 cm cơ. Thì đối với Earl Strickland thì việc gia cố thêm vào cái trọng lượng vào phía chuôi gậy nó sẽ giúp ông đánh chính xác hơn và giúp những cú đánh của ông nó tĩnh hơn. Thì đây chính là một điều mà cầu thủ Phúc Long thực hiện và học theo và thực hiện vào những trang thiết bị của mình. Việc nối thêm này thì đưa gậy của cầu thủ Phúc Long lên một cái khoảng tầm 24 ounce và dài hơn tới gần 20 cm so với gậy bình thường. Thì mình cũng đã thử những cái gậy dài như vậy, cũng đánh một thời gian với cái khúc nối. Thì việc bổ sung khúc nối đó làm cho những cú đánh đẩy và những cú đánh ở khoảng cách xa có độ chính xác cực kỳ cao các bạn nhé. Earl Strickland có một cái phát kiến nữa trong thời gian gần đây, đó là ông sử dụng cái ngọn có đường kính là đến 14 mm các bạn ạ. Tức là ngọn bình thường các bạn đánh có thể là 12.5 hoặc là 13 đi, 13 là khá là to rồi, nhưng mà Earl Strickland đánh về ngọn 14 cơ. Theo ông thì những cái ngọn dài, ngọn có đường kính lớn như vậy thì sẽ giúp cho cú đánh tâm bi nó ít sai số hơn rất nhiều và bổ trợ cho độ chính xác cho những cú đánh. Tốt của cầu thủ Phúc Long ở ván đấu thứ 7 này. Đây là cú đánh mà cầu thủ Phúc Long sẽ phải đánh 8-1 băng để đưa con bi cái về phía bên dưới điều bi số 4. Thiếu lực rồi các bạn. Thiếu lực ở điều ra bị thiếu má rồi. Vừa rồi thì cầu thủ Phúc Long đánh gần như là tâm bi thôi chứ không có một lực trô về. Nếu một lực trô về thì nó sẽ mở góc ra rộng hơn một chút để hạn chế cái rủi ro cái điều con bi cái bị sát với con bi số 6. Đây là tình huống mà cầu thủ Phúc Long đã thực hiện pha băng và để phơi rồi. Từ hạ băng này thì để hở sườn con bi số 4 để cầu thủ Dương Quốc Hoàng có thể dọn bàn. Có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc ở bàn đấu này thôi.
tình huống này chỉ còn 5 bi nữa thôi, tất cả con bi đều thuận lợi, không có tình huống nào quá khó mà cần phải lưu ý đặc biệt cả. Chắc chắn tỷ số là 6-1 rồi. Như vậy trận thắng này của thủ Dương Quốc Hoàng đã đưa anh lên độc chiếm ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng của chúng ta. Cầu thủ Dương Quốc Hoàng là cầu thủ duy nhất đến thời điểm này đánh 5 trận và có 4 chiến thắng và chỉ có 1 trận thua. Còn cầu thủ Nguyễn Quốc Long sẽ phải nằm ở vị trí thứ 2 với 3 chiến thắng và 2 trận thua các bạn. Rồi, xin các bạn đã đồng hành.